PC Homie xin chào mọi người nha, có lẽ video này sẽ hơi dài đó mọi người ha. Và vì sao video này lại dài thì sẽ có những ý chính như sau nha. Đầu tiên sẽ là quá trình mình lên D1, gồm 3 trận, đáng lý nó sẽ chỉ có 2 trận thôi. Nhưng chị Mi chơi ác quá và ác như nào thì mọi người xem hết video thì sẽ biết ha. Thứ hai, như mình đã có hứa làm về ông huấn luyện viên mới của Arsenal, và thật sự có nên mua hay là không? Vì mình thấy khá nhiều anh em nói là cầu thủ của Arsenal có hết rồi giờ mua nữa thấy phí, vậy có nên mua hay là không? Có thật sự phí không? Thứ ba, về sơ đồ 4-3-3 mặc định. Hôm bữa mình có lên video hướng dẫn mọi người cách lấy rồi. Vậy thì sơ đồ này vận hành như thế nào? Cách sắp xếp đội hình ra làm sao? Thì mình sẽ nói luôn ha. Thứ tư, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách dứt điểm sao cho tốt, để khả năng có bàn thắng được cao hơn. Thì giờ mình sẽ nói về huấn luyện viên Arsenal trước. Liệu ông huấn luyện viên này xứng đáng để anh em lấy hay là không nha? Đầu tiên mình sẽ nói về chiến thuật trước nha. Thì ông huấn luyện viên này chỉ có một chiến thuật là long ball counter. Mà như mọi người cũng biết rồi đó, huấn luyện viên mà mang chiến thuật long ball counter đã không còn hiếm như trước kia nữa. Mà chưa kể là những huấn luyện viên trước kia còn được hai chiến thuật, còn ông huấn luyện viên của Arsenal thì chỉ có một chiến thuật thôi. Thấy là đã thua mấy ông huấn luyện viên trước một chiến thuật rồi. Mà tính ra nếu mọi người ai chơi long ball counter nhiều và đã trải nghiệm luôn ông huấn luyện viên Arsenal thì sẽ thấy nó sẽ không có gì khác biệt quá lớn nếu so với những ông có cùng chiến thuật là long ball counter cả. Ngoại trừ có hai botter ra thì mình thấy từ chiến thuật long ball counter cho đến cách phòng thủ, cách tổ chức tấn công hoặc phản công nhanh đều y chang nhau. Còn về bắt cầu thủ thì mình thấy mọi người ai fan Arsenal thì lấy thôi, còn không phải fan đắn đo suy nghĩ là điều bình thường. Vì tận 1.500 coi đâu phải rẻ đâu mọi người, nhiều khi cày mệt nghỉ luôn đó chứ. Còn nếu mọi người mới chơi hoặc chưa có huấn luyện viên nào ngon, thì ông huấn luyện viên này nên lấy nha, lấy vội luôn đó. Và đó là phần đánh giá nhanh khi đã trải nghiệm qua ông huấn luyện viên này. Thật tình lấy hay không lấy nó vẫn nằm ở quyết định của mọi người thôi. Vì đối với mình có thêm một botter nữa cũng chẳng có gì quá mới mẻ cả. Như bất này mà và anh 10 mùa này chẳng hạn, mình cũng lấy rồi, cũng đá rồi, cũng lên bài review cho mọi người rồi. Nhưng rồi mình vẫn đá bản cũ. Nghe có hài không chứ? Nếu thật tình mọi người chơi đủ lâu thì sẽ hiểu game này nó hay ở chỗ nào. Nó hay thật sự ở game play thôi. Còn cầu thủ hoặc huấn luyện viên, ngon hay dở vẫn phụ thuộc vào kỹ năng của mọi người nữa. Chứ đâu phải cứ lấy ông huấn luyện viên có hai botter là cầu thủ của mọi người hóa thành siêu nhân, hóa rồng bay phượng múa được. Nên lấy hay không lấy, nó vẫn nằm ở quyết định của mọi người thôi. Mình chỉ đưa ra góc nhìn của một người chơi đủ lâu để hiểu về game này và những ý kiến mà mọi người muốn tham khảo thôi. Còn lại nên lấy nha. Haha, mọi người tự quyết định đi ha. Giờ thì đến với sơ đồ thôi mọi người. Và sơ đồ lần này mình làm là về một sơ đồ khá hot ngày trước. Sơ đồ 4-3-3 biến thể của 4-1-2-3. Nhưng điều hay ở sơ đồ này là vị trí CMS sẽ vẫn là CMF, chứ không đổi thành anh em F được đâu mọi người ha. Nếu muốn đổi mọi người phải kéo hai CMF lên cao sĩ thì mới thành anh em F được. Thì lúc đó sơ đồ sẽ không còn được ngon như lúc ban đầu nữa đâu nha. Và có một điều khá quan trọng mà xưa giờ mình quên nói với mọi người. Đó là mỗi sơ đồ nó sẽ có một điểm máu chốt để vận hành. Ví dụ như sơ đồ 4-1-4-1 thì điểm máu chốt để nhận bóng là hai ông tiền vệ cánh. Còn sơ đồ 4-3-3 này, điểm máu chốt sẽ là ba ông tiền vệ trung tâm gồm hai CMF và một DMF. Thì hai CMF có vai trò cực kỳ quan trọng trong sơ đồ này, vừa phải hỗ trợ phòng ngự và vừa phải luân chuyển bóng lên trên. Đôi khi nếu thoáng có thể tung ra một pha chọc khe xuyên thẳng hàng phòng ngự của đội bạn mà không cần phải phối hợp nhiều. Cùng với đó là hai tiền đạo cánh đứng rất là thấp so với các sơ đồ khác. Việc đó giúp cho mọi người có những tình huống phản công được tốt hơn. Như tình huống này của mình chẳng hạn, một đường chọc khe một đường truyền là mình đã có cơ hội dứt điểm khá nguy hiểm với khung thành đội bạn rồi. Nên hiểu được điểm báo chốt của sơ đồ như nào cũng giúp mọi người khá nhiều trong việc vận hành sơ đồ đó, cũng như triển khai bóng được mạch lạc hơn. Vậy sau khi đã biết được điểm báo chốt của sơ đồ này rồi thì cách sắp xếp đội hình sẽ như thế nào đây? Đầu tiên sẽ là vị trí tiền đạo. Mình sẽ chọn sờ tai gôn bầu trưa như mọi khi. Nhưng nay mình sẽ giải thích thêm phần này nữa để mọi người dễ hiểu hơn về cách chọn tiền đạo nha. Và cách này giúp mọi người tối ưu được khả năng có bàn thắng được cao hơn. Ví dụ mọi người khi chọn một mẫu tiền đạo cắm trung phong thì tiêu chí lựa chọn của mọi người là gì? Có phải là luôn ưu tiên về tốc độ bứt tốc và khả năng dứt điểm không?
Nếu mọi người thấy những tiêu chí mình nói đúng với cách mọi người hay lựa chọn, thì bình luận cho mình biết với nha. Còn với riêng cá nhân mình thì mình sẽ ưu tiên cái đầu tiên là ông tiền đạo đó có dứt điểm tốt được hai chân không. Sau đó sẽ là chỉ số dứt điểm của ông tiền đạo mà mình vừa chọn có cao không, rồi mới tới tốc độ và khả năng bứt tốc. Như tiền đạo cắm của mình là anh Bày, mọi người có thể thấy tốc độ ảnh đâu có nhanh, bứt tốc cũng đâu có quá cao, nhưng bù lại ảnh dứt điểm hai chân cực tốt. Với lại mình không biết mọi người có để ý điều này không, khi ông tiền đạo của mình dứt điểm bằng chân thuận thì tỷ lệ chính xác cùng với khả năng có bàn thắng là cực cao, và ngược lại nếu dứt điểm bằng chân không thuận thì rất dễ tạch hoặc bóng đi không hiểm. Đó là đối với mẫu tiền đạo chỉ dứt điểm được mỗi một chân. Còn đối với mẫu tiền đạo mà sút được hai chân thì mọi người khỏi phải lo, sút được mọi góc độ luôn. Nên một mẫu tiền đạo mà dứt điểm hai chân tốt là điều cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trong những sơ đồ mà chỉ sử dụng một tiền đạo như sơ đồ 4-3-3 này. Và mình sẽ chọn tiền đạo mang sở tai gôn pâu chơi cùng với khả năng dứt điểm hai chân tốt. Tiếp theo sẽ là hai tiền đạo cánh, thì mọi người có thể dùng một sở tai Berzo Fick Winner và một Zomin Furlang ở mỗi một bên cánh cũng được. Nhưng mọi người lưu ý chỗ này nha, mọi người có thể chọn một sở tai Berzo Fick Winner cho hai bên cánh luôn cũng được, nhưng đừng chọn một sở tai Zomin Furlang ở cả hai cánh nha, rất là khó đá luôn. Vì sở tai Berzo Fick Winner đa phần bám biên là nhiều, dễ kéo giãn được đội hình đối thủ hết mức có thể, còn sở tai Zomin Furlang chủ yếu bó vào trong trung lộ dứt điểm là chính. Việc bó vào trong trung lộ quá nhiều vừa không kéo giãn đội hình đối thủ ra, vừa tạo điều kiện cho hàng thủ đội bạn tập trung được đông hơn, thì sẽ làm mình khó triển khai tấn công hơn thôi. Nên nếu xếp đúng và chơi đột biến nhất nên xếp một cánh là Zomin Furlang, cánh còn lại là Berzo Fick Winner, một cánh bám biên một cánh bó trung lộ, cũng giống như cách xếp của mình nhưng chỉ khác sở tai thôi mọi người ha. Một cánh là Berzo Fick Winner, một cánh là Playmaker, cánh mang sở tai Berzo Fick Winner thì bám biên nhằm kéo giãn đội hình đối thủ, cánh còn lại thì di chuyển tự do, thích thì bám biên, thích thì bó vào trong trung lộ, rất là khó chịu luôn đó mọi người ha. Đã xong hàng tiền đạo, giờ tới hàng tiền vệ thôi mọi người, thì mình có hai cách lựa chọn sở tai như sau. Cách thứ nhất sẽ là một CMF mang sở tai Box to Box, còn CMF còn lại sẽ là Hope Player. Thì như mọi người cũng có biết rồi, sở tai Hope Player thường dâng khá cao, xâm nhập vòng cắm thường xuyên, thì với cách sắp xếp này thì mọi người sẽ có lối chơi tấn công tổng lực được tốt hơn. Tuy tấn công ngon nhưng phòng thủ thì sao? Theo như mình thấy, đa phần sơ đồ mà có hai CMF thì khi tấn công bên nào thì ông CMF bên đó sẽ chủ động lao lên tham gia tấn công, còn ông CMF còn lại sẽ chủ động ở nhà phòng ngự. Nhưng nếu tấn công bế tắc qua, ông CMF còn lại cũng lao lên luôn. Như tình huống này mọi người có thể thấy một CMF lao lên tấn công rất cao, còn một ông còn lại thì chỉ qua nửa sân một tí rồi dừng lại. Khi bóng được đưa ra cho anh 10 thì tình huống này đã rơi vào thế khó. Nên mọi người thấy ông CMF còn lại cũng chủ động lao lên luôn. Nên nếu mọi người thích chơi tấn công tổng lực thì sắp xếp như mình. Còn cách sắp xếp thứ hai thì sao mọi người nghe thử nha. Đó là thay ông CMF sở tai Hope Player thành sở tai Orchard. Cách sắp xếp này thì chơi hơi ức chế cho đội bạn. Đó là một đường chọc khe định đoạt Giang Sơn. Mọi người có thấy nãy giờ cứ có bóng cái là mình chọc khe mứt mượt mượt không? Mọi người mà chơi bài này đội bạn chỉ có tức và ức chế thôi. Việc hai cánh đứng thấp rất dễ cho mọi người quan sát, thuận tiện để chọc khe luôn. Với lại sở tai Orchard là khả năng cầm nhịp trận đấu với bộ chỉ số chuyển Martin nữa, thì hở cái chọc khe thì thứ gì chịu cho nổi mọi người ha. Với lại nếu mọi người không tự tin vào khả năng phòng thủ của mình thì sở tai Orchard sẽ là một lựa chọn không tồi đâu mọi người ha. Vì sở tai Orchard khá là lười di chuyển, sở tai này chỉ di chuyển khi phản công nhanh hoặc triển khai tấn công mà bị bí ý tưởng thì sở tai này sẽ di chuyển lên để có thêm phương án tấn công, hoặc mọi người phải thao tác pass ẩn mù thì may ra sở tai này mới chạy chỗ. Nên những sơ đồ mà có một CMF, mình hay nói mọi người bỏ sơ tai Box to Box vào cho dễ đá là vậy đó. Nhưng sơ đồ này là hai CMF nên mọi người cứ thoải mái bỏ vào không lo gì hết. Bởi còn một CMF còn lại sẽ chạy thay cho phần của sơ tai Orchard kia. Và sơ tai Orchard đó sẽ tha hồ mà làm bóng mọi người ha. Cùng với việc lười di chuyển thì sơ tai này sẽ không dần quá cao nếu không cần thiết. Việc này giúp mọi người thủ không quá tốt sẽ đỡ bị thủng hơn. Còn về DMF thì ở sơ đồ này mọi người nên dùng sơ tai An cho màn sẽ tốt hơn. Sở tai An cho man thường tác chiến độc lập rất tốt, ít dâng cao và luôn di chuyển ở quanh khu vực bóc của mình thôi. Việc này giúp sơ đồ mọi người rất là cứng, chưa kể sở tai này không xông xáo như sở tai Dead cho ở. Nên nếu mọi người tấn công có bí quá và ông CMF còn lại lao lên để hỗ trợ tấn công, thì ông DMF mang sở tai An cho man này vẫn cần tốt vấn đề về phòng thủ. Cách sắp xếp đội hình cũng đã xong, giờ tới cách vận hành sơ đồ này nha mọi người. Sẵn tiện mình hướng dẫn mọi người cách dứt điểm sao cho tốt nhất có thể, để mình có thể tối ưu được cơ hội có bàn thắng mọi người ha. Trận này lúc đầu mình tưởng tạch rồi chứ, nghĩ chắc phải đá lại trận nữa rồi, nhưng còn thở là còn gỡ, không thể từ bỏ quá dễ dàng được, càng khó càng dễ lên trình đúng không mọi người, giờ thì vô trận thôi. Mình nhận bàn thua từ khá sớm, lỗi là ở mình. Chuyền bị đội bạn bắt bài mất, mình nghĩ căng rồi đây, nhưng thời gian còn khá nhiều nên mình tập trung lại và đá thôi. Trận này có nhiều thứ để nói lắm,
sĩ mình nói mọi người xem thử đúng không nha. Đây là kinh nghiệm của mình, nên mọi người cứ xem tham khảo thử nha. Mọi người thấy không, lên D1 chỉ cần một sai lầm là thua ngay 1-0 liền. Với lại trận này cầu thủ mình bị sao đó mọi người, não ngáo ngơ ngơ. Đây mọi người xem tình huống này thử nha. Pha này là mình chuyền chứ không phải chọc khe nha. Mà mọi người xem anh Mười chuyền đi đâu kìa. Hên là pha này trung vệ mình nhanh hơn tiền đạo đội bạn một nhịp, chứ mà thua bàn nữa không biết sao mà gỡ được luôn. Hai trận đầu mọi người có thể thấy là dường như không có những tình huống như thế này. Vậy sau khi gặp những tình huống như này thì mình phải làm như nào? Ráng đá cho xong trận rồi nghỉ mọi người ha. Thắng hay thua gì cũng nghỉ đừng đá tiếp. Đá tiếp chỉ có thua thêm và ức chế hơn thôi. Còn nhiều lắm xí có mình nói tiếp mọi người ha. Vậy giờ cách vận hành sơ đồ này như nào đây? Như mình có nói khi nãy, điểm máu chốt của sơ đồ này là dàn tiền vệ và một đường chọc khe định đoạt gian sơn. Thì đây mọi người xem tình huống này nha. Khi đội bạn chuyền lỗi mình có bóng, anh Mười bên cánh đang thoáng, nhưng mình không vội, nhìn mini map chờ anh Mười chạy lên một tí rồi mình mới chọc khe. Mọi người thấy không, một đường chọc khe định đoạt gian sơn là đây chứ đâu. Mà tiếc pha này anh bày dứt điểm không được, uổng ghê. Và đó là bài tấn công đầu tiên mọi người ha. Hãy tận dụng tốt cách bố trí của sơ đồ này. Khi hai ông tiền đạo cánh đứng khá thấp so với sơ đồ bình thường, chỉ cần một đường chọc khe là mọi người có một pha phản công cực kỳ sắc bén luôn. Bài tấn công thứ hai, như tình huống này mọi người có thể thấy, hầu như các cầu thủ của mình đều đã bị bắt hết rồi và không thể chuyền cho ai được nữa. Mọi người sẽ làm gì ở pha bóng này? Phá bóng lên đúng không? Nhưng đừng nha, hãy bình tĩnh nhìn mini map đã. Nếu không có ai chuyền được thì hẳn phá bóng lên mọi người ha. Và khi này ông tiền đạo cánh của mình đang có xu hướng lui về để nhận bóng, thì việc của mọi người là làm gì? Chuyền lên cho ổng thôi. Mọi người nhớ nha, không phải chọc khe mà là chuyền. Khi chàng vỗ nhận bóng, mọi người có thể thấy dàn tiền vệ mình thoáng không? Phối hợp vào chỗ mấy ông tiền vệ thôi và tiếp tục luân chuyển bóng qua cánh đối diện. Lúc này mọi người có thể thấy ông tiền vệ vừa đưa bóng cho anh Mười giơ tay xin bóng, mà lúc này ông đang đứng sau lưng cầu thủ đội bạn. Nên mình không vội chuyển hay chọc khe, mình giữ lại một vài nhịp để ông có thể bứt tốc chạy lên ngang hàng với cầu thủ đội bạn rồi mình mới chọc khe. Rồi mọi người thấy đó còn gì nữa đâu, chọc khe xuống cho anh bày rồi dứt điểm thôi. Mọi người thấy pha dứt điểm này đơn giản đúng không? Nhưng chưa chắc đâu, mọi người xem tiếp tình huống sau rồi mình sẽ nói rõ ra ha. Thì ở tình huống này đội bạn cũng có một cơ hội 10-10 để ghi bàn, và cũng giống y chang bàn thắng vừa rồi của mình. Nhưng tiếc là không có bàn thắng, pha này đội bạn sút hơi hiền, chứ nếu mà sút chéo góc như mình khi nãy có khi mình nhận thêm bàn thua nữa rồi. Với lại nhiều khi anh em mới chơi không để ý, lực sút cũng rất quan trọng khi dứt điểm nha. Mọi người thấy không, lực sút đội bạn nhẹ hơn của mình, đâu đó khoảng 60% thanh lực sút thôi và đội bạn chọn góc sút khó quá. Mọi người muốn sút góc gần như vậy thì hãy ấn thanh lực mạnh vào, tầm phải 80% thanh lực sút vậy đó, cho bóng ghim thẳng vào góc cao luôn. Xí có một tình huống tương tự mình làm cho mọi người xem nha. Và đó cũng là hai bài tấn công đơn giản nhất mà mình muốn gửi tới mọi người ở sơ đồ này. Còn về phòng thủ thì sao? Thú thật với mọi người, trận này mình win cũng một phần là may mắn. Nói chung trong cái rủi nó có cái may. May là mình chơi chiến thuật long buôn counter, phòng ngự theo số đông nên mình cũng bắt bài được đội bạn kha khá. Với một phần đội bạn dứt điểm cũng hiền nữa. Mà trong khi đó mọi người có thể thấy hai trận trước cầu thủ mình đá rất bật luôn. Không hiểu sao trận cuối này lại thành ra vậy. Như tình huống này mọi người xem, nhìn có tức không? Sao có thể như thế này được? Pha này mà như bình thường là mình lấy bóng cãi một luôn rồi. Tự nhiên cầu thủ cứ đứng đực ra đó. Hên là lúc này mình kéo hai người lại để ông tiền đạo đội bạn không sút được, chứ không là tạch luôn rồi. Nên nếu khi mà mọi người chơi một trận game mà gặp quá trời lỗi như này thì mình khuyên thật tắt máy nghĩ đi, chứ không chỉ có rước bực vào người thôi. Với lại khi đá một trận hạng mọi người thích gì nhất? Có phải gặp đối thủ trình cao cao tí, đá căng tí cho sướng đúng không? Mà như trận này chưa đá căng, chưa làm được cái gì hết mà cầu thủ mình nó ngáo điên, ngáo khùng, thì tâm trí đâu nữa mà tập trung đá đúng không mọi người? Mà tâm trí đã không tập trung được là chỉ có thua thôi, chứ làm gì có chuyện thắng. Mà mình gặp cái kiểu này nhiều quá rồi giết quen, nên mình vẫn cố gắng đá chậm nhất có thể. Bóng mà gần khung thành là mình cứ phá thôi, chờ đội bạn mắc sai lầm là mình lụm. Như tình huống này mọi người xem thử nha, mình đã chủ động bắt bài rồi, và mình biết chắc chắn đội bạn sẽ chọc khe vào vòng cấm của mình. Nhưng mọi người xem cầu thủ của mình kìa, không có bất kỳ một tác động nào luôn. Hên pha này đội bạn sút hiền quá, chứ sút căng tí là có bàn thắng rồi. Và mọi người thấy lực sút mạnh nhẹ, nó cũng là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Nó có thể dẫn đến việc mọi người có bàn thắng hoặc là không có bàn thắng. Và ở những video sau mình sẽ cố gắng hướng dẫn mọi người cách dứt điểm sao cho chuẩn chỉ luôn. Nói chung là ở những video sau mình làm được trò gì, ở trận đấu đó mình sẽ hướng dẫn hết cho mọi người luôn. Và mọi người xem tình huống này của chàng vỗ nè, mình dám tự tin với mọi người pha này chắc chắn mình qua người được. Nhưng không hiểu sao chàng vỗ lại chần chừ, bực thật sự. Và sau đó một tình huống ngon ăn mà sút ra ngoài, mình thay người luôn. Có lẽ mọi người sẽ nói là góc vậy mà ngon ăn, nhưng không nha, góc đó là góc sở trường của mình. Và mình tự tin nói rằng tình huống đó nếu xui lắm thì chúng cột dọc còn không là vào, chứ không đi ra ngoài như vậy được đâu.
Sẵn tiện nay mình cho mọi người xem qua một số video nhỏ mình hay làm để làm video ngắn, xem thử mình nói xạo hay là thật nha. Và có một tình huống y chang của chàng vỗng ngay tại vị trí đó luôn, cũng quầy sờ kêu như vậy luôn. Và đây là hai ví dụ cụ thể cho mọi người luôn ha. Tình huống đầu tiên mọi người thấy không, quầy sờ kêu, sút lực tím và gấp sút y chang với tình huống khi nãy. Kết quả là mình có bàn thắng, nhưng tình huống này chàng vỗ còn bị theo rất sát, chứ không thoáng như tình huống trước. Tiếp theo là một tình huống về khả năng đi bóng và gạt vào trong như tình huống trước đó, chàng vỗ chần chừ không gạt. Và pha này chàng vỗ gạt cực kỳ mượt luôn. Có phải như pha nãy đâu chần chừ mãi không chịu gạt, rồi mọi người thấy không, cùng một góc, cùng một vị trí, cũng là sút lực tím mà lại vào. Còn pha kia thì đi mút chỉ ra ngoài biên. Và mọi người đã hiểu vì sao mình nói ở góc đó mình tự tin nói là chắc chắn có bàn thắng rồi chứ. Và giờ thì quay lại với trận đấu còn giờ khi nãy mọi người ha. Mới thay người cái thua liền một bàn, nhưng không sao, còn thở là còn gỡ. Trận này mình có hòa thì vẫn lên D1 được. Mọi người cùng xem bàn thắng cuối trận của mình nha. Và đây cũng là cách dứt điểm của mình khi sút góc gần. Mọi người phải tập vì sút kiểu này rất dễ bắn chim. Nếu không kiểm soát được lực, hầu như khả năng bắn chim là cực cao luôn. Mọi người có thể thấy thanh lực sút của mình chắc cũng phải tầm 80%, gần như là muốn phun luôn thanh lực sút luôn rồi. Và mọi người có thể thấy là bóng đi vượt tầm với của thủ môn và ghim thẳng vào góc cao. Nếu mọi người muốn có bàn thắng ở những góc như này là phải sút như vậy đó. Và mình giành chiến thắng tối thiểu với cách biệt một bàn. Giờ thì mình xin tóm tắt video ở đây nha. Đầu tiên về huấn luyện viên có nên mua hay là không. Nếu là fan thì mua khỏi phải nghĩ, còn nếu không phải fan thì mua cũng được, không mua cũng chẳng sao cả. Vì mình có nói rồi, ai đã chơi long buôn cao tơ mà nhuần nhuyễn rồi thì sẽ thấy ông huấn luyện viên mới này không khác biệt gì quá lớn, ngoài trừ có hai botter ra thì mọi thứ đều như cũ. 2. Về sơ đồ 4-3-3, công tốt thủ cũng ngon, mọi người chỉ cần đá cho quen tay là được, có thể chiến hạng cực tốt luôn. Vì sơ đồ này hai tiền đạo cánh được xếp rất thấp, cùng với đó là việc có hai CMF nữa, nên công thủ khá nhịp nhàng luôn. Mình tóm tắt xong rồi, nhưng mọi người nán lại tí xem này chút. Thiệt tình lúc này mình tưởng win 2 trận là lên hạng rồi đó. Lúc đó mình 1770 rồi, nghĩ sao trận cuối nó cộng mình 14 điểm là mình thấy có điểm rồi, mà lựa chớn rồi quất luôn, hên sao vẫn lên. Mình xin dừng video ở đây nha.